Xin chào các bạn, rất vui một lần nữa chúng ta lại được ngồi lại tán gẫu với nhau ở những video trải nghiệm Beer Pro Football. Trước thì mọi người có thể thấy tôi đã sử dụng đội hình Man United khá nhiều, nhưng tôi không phải Man United đâu, tôi là fan Juve chính hiệu đó. Mấy video gần đây thì tôi cũng nói khá nhiều về Lamine Yamal, nhưng thực tế tôi vẫn chưa đưa anh chàng này vào một đội hình phù hợp nhất với anh ta. Và hôm nay tôi sẽ đặt cậu bé vàng này vào một đội hình có thể gọi là xuất sắc nhất châu Âu, cũng chính là đội hình đã làm nên tên tuổi của Lamine Yamal. Vâng, đó chính là đội hình Tây Ban Nha đã lên ngôi tại Euro 2024 vừa rồi trên đất Đức. Tây Ban Nha, ông vua của châu Âu. Chúng ta không cần bàn cãi về sức mạnh của bóng đá Tây Ban Nha. Năm nay họ có thể coi là kẻ thống trị của bóng đá châu Âu. Không chỉ tại Champions League khi Real lên ngôi đầy thuyết phục, lứa cầu thủ trẻ của quốc gia này cũng xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Paris 2024, U19 châu Âu ở cả đội nam lẫn nữ nữa, và đặc biệt hơn cả, đó chính là chiếc cúp vô địch Euro 2024 đầy danh giá trên đất Đức, nơi mà các tuyển thủ xứ đấu bò đã thể hiện sự ao trình so với phần còn lại. Năm 2024 có lẽ là một trong những năm huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Họ đã bước ra ánh sáng một lần nữa, không chỉ tái hiện những vinh quang từ quá khứ mà còn khẳng định mình là đội bóng số 1 châu Âu. Thành công của họ tại Euro 2024 và Olympic 2024 đã làm nức lòng người hâm mộ trên toàn thế giới, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một cường quốc bóng đá. Tây Ban Nha đã lên ngôi tại Euro 2024 sau một hành trình đầy ấn tượng với lối chơi tiki-taka mang đậm dấu ấn của họ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, đội tuyển không chỉ chơi một thứ bóng đá kiểm soát đẹp mắt mà còn thể hiện sự thực dụng cần thiết ở những trận đấu quan trọng. Các trận thắng trước Đức, Anh và Pháp đều là những minh chứng rõ ràng cho sức mạnh toàn diện của họ. Ở trong trận chung kết Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Anh một cách thuyết phục với tỷ số 2-1 để giành ngôi vô địch. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng với phong độ ấn tượng mà họ đã thể hiện từ đầu giải. Với việc đăng quang trên đất Đức, Tây Ban Nha đã lập nên hàng loạt cột mốc vĩ đại. Theo đó, họ là đội đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu lớn sau khi đánh bại 4 nhà vô địch thế giới gồm Italia, Đức, Pháp và Anh. Tây Ban Nha là đội đầu tiên giành vị trí quán quân mà thắng cả 7 trận đấu. Bên cạnh đó, họ cũng ghi tới 15 bàn trên 7 trận. Đây là thành tích ấn tượng nhất của một đội tuyển làm được trong lịch sử các kỳ Euro. Hơn nữa, với chiếc vô địch Euro lần này, Tây Ban Nha cũng trở thành đội tuyển có số lần vô địch nhiều nhất với 4 lần. Tại Euro 2024, sức mạnh của Tây Ban Nha thể hiện mạnh mẽ ở lối chơi tập thể. Thế nhưng không phải là họ thiếu đi những ngôi sao. Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, Dani Carvajal hay Marco Cucurella đều đã có một giải đấu xuất sắc. Đội trưởng Alvaro Morata cũng đã có một giải thành công khi là đầu tàu đưa Tây Ban Nha đến ngôi vô địch. Tại Euro 2024, dấu ấn chiến thuật của La Fuente cũng được thể hiện rõ nét khi tận dụng tối đa khả năng cầm bóng và kỹ thuật thượng thừa của tuyến tiền vệ. Bộ ba tiền vệ Rodri, Fabian Ruiz và Olmo đã hoàn toàn thống trị khu trung tuyến trong mọi trận đấu. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội, khả năng thu hồi bóng ấn tượng cùng những đường truyền thông minh giúp đội tuyển Tây Ban Nha gần như làm chủ mọi cuộc chơi. Không chỉ thế, đôi cánh thiên thần với tốc độ và kỹ thuật thượng thừa với Nico Williams và Lamine Yamal thực sự đã trở thành nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ. Phía bên trên, đầu tàu Morata vẫn chơi khá tròn vai và thực sự là một thủ lĩnh trên sân. Chưa kể hàng thủ với những Nacho Fernandez, Laporte, Lennox Mang, Dani Carvajal hay Marco Cucurella luôn lăn giả hết mình, cũng góp phần làm nên thành công cùng một tập thể ấn tượng như đội tuyển Tây Ban Nha. Không chỉ có thế, chiếc vô địch này còn có thể mở ra một giai đoạn thành công mới của bóng đá Tây Ban Nha, khi trong đội hình của họ còn rất nhiều tài năng trẻ xuất chúng và những ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp. Liệu sẽ có một chu kỳ thống trị như giai đoạn 2018-2012? Xây dựng đội hình Tây Ban Nha trong Beer Pro, vậy nếu đưa đội hình vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha vào Beer Pro Football, chúng ta sẽ có gì? Với tôi, đó đơn giản là một đội hình bất khả chiến bại với sự gắn kết chặt chẽ ở cả ba tuyến. Một đội hình thực sự phù hợp với những game thủ thích lối chơi ban bật đẹp mắt, tiki-taka và kiểm soát trận đấu. Có một lợi thế cho Nga lựa chọn xây dựng đội hình đội tuyển, đó là tất cả sẽ được cộng chỉ số liên kết full 30 điểm. Khi ấy, các cầu thủ đều sẽ được cộng chỉ số thi đấu, dù cho các cầu thủ có chiến thuật khác nhau. Đối với đội hình Tây Ban Nha, chúng ta có thể lựa chọn sơ đồ 4-3-3 giữ bóng để tối ưu chỉ số vị trí của các cầu thủ. Sẽ chỉ có William bị trừ một chỉ số do vị trí của anh là LM chứ không phải là LW. Trong khung thành, tôi sẽ ưu tiên lựa chọn Unai Simon, một lựa chọn ngon bổ rẻ với chỉ số cản phá lên tới 109 khi mới chỉ đạt 4 sao. Đương nhiên, để tối ưu khả năng của chàng thủ môn này, thì tôi khuyên các bạn nên nâng cấp lên 6 sao. Khi lên 6 sao, Simon sẽ mở full bộ kỹ năng và chỉ số cũng tăng đáng kể và trở thành một trong thủ môn top server. Bộ đôi trung vệ thì Nacho Fernandez chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đá cặp cùng Nacho có thể là Laporte hoặc là Lennox Mang. Tuy nhiên trong game, Lennox Mang lại mang quốc tịch Pháp. Điều này đồng nghĩa chúng ta sẽ bị mất điểm liên kết. Cho nên Nacho và Laporte sẽ là sự lựa chọn của tôi. Cả hai đều không phải là CB top đầu của game. Tuy nhiên với chỉ số hiện có, đặc biệt là Laporte,
thì tôi có thể đánh giá đây là bộ đôi ngon nhất trong tầm giá rồi. Điểm yếu lớn nhất có lẽ là tốc độ của hai trung vệ này hơi chậm thôi. Dani Carvajal mùa Euro có thể coi là phiên bản ổn nhất trong game khi mọi chỉ số đều khá cân bằng. Ấn tượng nhất có lẽ là chỉ số phòng ngự với khả năng cướp bóng và kèm người. Thậm chí chỉ số đánh đầu của Carvajal còn lên tới 100, bất chấp chiều cao của anh bị đánh giá thấp. Cucurella có lẽ là chốt chặn khá yên tâm trong đội hình này với bộ chỉ số ấn tượng. Thậm chí không ngoa khi nói, anh chàng tóc xù này có thể trở thành con bài tấn công ấn tượng bên hành lang cánh cùng với Carvajal. Với đội hình Tây Ban Nha, hai hậu vệ biên hoàn toàn có thể dâng lên tấn công, tạo thế trận áp đảo so với đối thủ. Tuyến tiền vệ tôi sẽ lựa chọn tam tấu Rodri, Fabian Ruiz và Pedri. Rodri thì rõ ràng rồi, cầu thủ của Man City có thể nói là cầu thủ quan trọng nhất trong thành công của Tây Ban Nha tại Euro mùa vừa rồi với lối chơi chắc chắn, thông minh cùng khả năng công thủ toàn diện. Tương tự như ngoài đời, trong Beer Pro Football với khả năng đánh chặn và chuyền bóng vượt tuyến cực kỳ ấn tượng, Rodri là người giữ nhịp cho toàn đội, giúp chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà. Rodri còn gây ấn tượng với chỉ số sút xa lên tới 113. Đặc biệt chỉ số ẩn ngài tuyệt vời giúp Rodri giảm tỷ lệ bị phạt thẻ khi phạm lỗi. Bên cạnh Rodri sẽ là Fabian Ruiz và Pedri. Gavi cũng là một lựa chọn tốt khi trong game cả ba đều là mẫu tiền vệ công thủ toàn diện với bộ chỉ số tương đối ổn. Đặc biệt là khả năng dây bóng và chuyền bóng. Chắc chắn khi kết hợp với Rodri, các bạn sẽ làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến và áp đặt lối chơi đến đối phương. Đáng tiếc là game chưa cập nhật Dani Olmo, nếu không chắc chắn lối chơi tấn công của tôi sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ cũng không sao, bởi vừa qua, Beer Pro đã update thêm Lamine Yamal, một cầu thủ mà tôi rất thích cả ngoài đời lẫn trong game. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và dứt điểm đều không chê vào đâu được. Chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi huấn luyện viên chơi đội hình Tây Ban Nha. Đá cặp cùng Yamal đương nhiên là Nico Williams rồi. Tuy nhiên, với bộ chỉ số của mùa Euro, tôi chưa thực sự ưng ý khi tốc độ của anh chàng này chỉ đạt 88, một chỉ số không ấn tượng đối với một cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, bù lại thì khả năng dây bóng, chuyền bóng và dứt điểm có lẽ sẽ là điểm bù trừ cho tốc độ của anh chàng này trong game. Ở vị trí tiền đạo, Morata đương nhiên sẽ là sự lựa chọn số 1 của tôi. Morata vẫn luôn là con hàng quốc dân của mọi game thủ Beer Pro, nhất là khả năng dứt điểm. Bộ chỉ số tương đối cân bằng như này giúp Morata dễ dàng thích ứng với mọi phương án tấn công của các huấn luyện viên trong Beer Pro. Như vậy là chúng ta đã có một đội hình Tây Ban Nha hoàn hảo trong Beer Pro. Và bây giờ hãy cùng tôi trải nghiệm một vài pha bóng khi tôi dùng đội hình này để leo rank trong game nhé. We'll be right back.
Vừa rồi thì tôi đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời với thế hệ vàng mới của đội tuyển Tây Ban Nha trong Bia Pro. Đây là một thế hệ vàng mới với sự kết hợp hoàn hảo giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và các tài năng trẻ đầy triển vọng. Họ không chỉ khiến chúng ta mê mẩn bởi lối chơi tiki-taka đẹp mắt mà còn mang đến niềm tin rằng sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Trong game Bia Pro Football, đội hình Tây Ban Nha mang đến cho chúng ta một trải nghiệm mãn nhãn về sức mạnh và chiến thuật hoàn hảo của họ. Việc điều khiển các thủ với lối chơi kiểm soát tốc độ và sự sáng tạo trong từng pha bóng thực sự đã tái hiện lại cảm giác của những trận đấu đỉnh cao ngoài đời thực. Đây chắc chắn là một đội hình đáng để thử trong game, nhất là khi bạn muốn cảm nhận sức mạnh thống trị châu Âu và thế giới. Nếu bạn đã sẵn sàng trải nghiệm sức mạnh của đội bóng số 1 châu Âu, đừng chần chừ nữa, hãy vào ngay Bia Pro Football và xây dựng cho mình một đội hình Tây Ban Nha hoàn hảo. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video phân tích đội hình và chiến thuật bóng đá tiếp theo của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.